Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra vụ bắt cóc, sát hại bé gái sinh năm 2021. Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ chủ trung cư mini Khương Hạ có đồng phạm hay không. Tài xế gây tai nạn khiến 5 người tử vong bị khởi tố. Tài xế ô tô hút văng hai mẹ con trên quốc lộ rồi bỏ chạy. Nhóm thanh niên lặng lách đánh võng rồi phát trực tiếp lên TikTok. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, thông tin về vụ việc một bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc rồi sát hại ở Hà Nội đã khiến dư luận dậy sóng trước sự ra tay máu lạnh vô nhân tính của hung thủ. Liên quan đến vụ việc này, mới đây công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra xem có dấu hiệu của đồng phạm hay không để tiếp tục xử lý vụ án. Chiều mùng 2 tháng 10 tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý 3 năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trả lời câu hỏi liên quan vụ bé gái ở huyện Gia Lâm bị bắt cóc sát hại. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Hà Nội báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp để truy bắt, làm sao giải cứu cho bé thành công nhất. Khi xác định có một vụ án hình sự xảy ra, Công an thành phố Hà Nội kịp thời khởi tố vụ án. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin, sau khi xác định đối tượng nhảy cầu, chúng tôi đã cho giám định ADN nhận dạng từ gia đình, xác định đúng đối tượng gây ra vụ bắt cóc này. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm hay không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm, theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án vì bị can đã tử vong. Trước đó khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị MTH, sinh năm 1990, quê Kinh Môn, Hải Dương, chỗ ở hiện nay, xã Đa Tốn, Gia Lâm, về việc con gái là cháu NHT, sinh năm 2021, bị Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang, là người được gia đình thuê đón cháu bắt cóc, đo số tiền 1,5 tỷ đồng, nếu không sẽ sát hại cháu T. Ngay sau khi nhận được tin báo, giám đốc công an thành phố báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, đồng thời giao thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các đơn vị lực lượng nghiệp vụ của công an thành phố phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an các tỉnh hưng yên bắc ninh bắc giang lạng sơn huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia vào truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé Quá trình ra soát tìm kiếm, đến khoảng 12 giờ ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện cháu NHT tử vong tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mế Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, các đơn vị liên quan và đại diện gia đình cháu T thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định. Quá trình điều tra đến nay, công an thành phố Hà Nội xác định, sau khi đón cháu T từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Trang sử dụng xe máy màu trắng mang biển kiểm soát 29D1 57155 chở cháu T đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào, trong khi di chuyển trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc sau đó tắt máy nhằm che giấu đối phó việc truy bắt của lực lượng công an trên đường đi cháu bé bị mệt quấy khóc nhiều nên trang sợ lộ sẽ bị lực lượng công an truy bắt do đó đối tượng đã ra tay sát hại cháu bé để xóa dấu vết truy bắt của lực lượng công an và để bịt đầu mối trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo sau khi sát hại cháu bé trang tiếp tục đòi tiền chuộc quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng Do lo sợ, gia đình cháu T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Trên đường lần trốn, biết các lực lượng công an đang giáo duyết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát mà sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất, nên đối tượng đã tự chấm dứt cuộc sống. Ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào ngày 19 tháng 9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong trong thời gian vừa qua vẫn luôn nhận được sự quan tâm chú ý từ phía dư luận. Nhận thấy đây là vụ hỏa hoạn cực kỳ nghiêm trọng nên cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ mở rộng vụ án và xem xét vai trò của cơ quan quản lý nhà nước sau vụ cháy. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi hỏa hoạn xảy ra, ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên. Thiếu tướng Tùng nhấn mạnh, cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ án, mở rộng xem đối tượng Minh có đồng phạm hay không đề cập vai trò của cơ quan quản lý nhà nước sau vụ cháy, Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định có vi phạm hay không, đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Ông Tùng nêu thêm, tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vụ án cũng đã được đăng ký đưa vào diện thành ủy thành phố Hà Nội theo dõi, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, trung cư mini ở số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ bốc cháy. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Đến tối 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy trung cư mini ở Cương Hạ. Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nghiêm quang minh để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 19 tháng 9, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Kết luận cho thấy điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2-3 mét thuộc tầng 1 bên trong khu trung cư mini. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực Bình Ác Quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga, đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Lửa sau đó lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngọn lửa tử thần đã cướp đi ước mơ còn đang giang dở, cướp đi những người thân yêu trong các gia đình, để những người ở lại hứng chịu nỗi đau sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra được các đồng phạm tiếp tay cho nghiêm quang minh, trả giá cho sự tắc trách vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua các quy định nghiêm ngặt của pháp luật về xây dựng và công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở Đồng Nai vào dạng sáng ngày 30 tháng 9, Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Tính, tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm cho 5 người tử vong. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán Đồng Nai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Văn Tính để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cơ quan điều tra, sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến công an huyện Định Quán Đồng Nai trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông. Tại cơ quan điều tra, tính khai nhận thời điểm Y gây ra tai nạn đang bị công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ. Trước đó khoảng 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 9, ô tô khách mang biển kiểm soát 50F00483 do Hoàng Văn Tính, sinh năm 1986, quê Thừa Thiên Huế cầm lái, chở theo 34 hành khách chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Dây đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến km 48 thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách tông vào phía sau bên trái xe tải mang biển kiểm soát 60C 34513 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó ô tô khách mang biển kiểm soát 50F 00483 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B 01575 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận cầm lái, chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 2 ô tô hư hỏng nặng. Chiều 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa ô tô con và xe máy, khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng lo sợ. Đáng chú ý sau khi đâm vào xe máy khiến hai mẹ con thương vong, tài xế lái xe ô tô không có dấu hiệu dừng xe kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục phóng xe rời khỏi hiện trường. Khoảng 15 giờ 52 phút chiều 29 tháng 9, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1986, trú tại thôn 4 xã Hoa Sơn, chạy xe máy mang biển kiểm soát 37M1 13139 chở theo con trai 4 tuổi đi trên quốc lộ 7. Khi đến km 65 650, đoạn qua địa bàn thôn 6 xã Hoa Sơn, xe máy của chị L bất ngờ bị chiếc xe ô tô màu đỏ đâm thẳng từ phía sau đuôi xe. Cú va chạm cực mạnh hất văng cả hai mẹ con chị L lên không trung rồi rơi xuống đất. Chiếc xe ô tô còn đẩy cả hai mẹ con chị L cùng chiếc xe máy đi một quãng đường. Điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn, tài xế ô tô đã không dừng lại xuống kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục nhấn ga điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường phát hiện vụ tai nạn người dân xung quanh đã đến đưa hai mẹ con chị l đi bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do so vết thương quá nặng nạn nhân l đã tử vong riêng người con bị đa chấn thương nhiều vị trí trên cơ thể sau khi xảy ra vụ tai nạn một thời gian tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn đã đến cơ quan công an địa phương để trình diện ông nguyễn hữu thọ chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoa sơn anh sơn nghệ an nói và cho biết tài xế ô tô là người trên địa bàn huyện này sau khi cấp cứu điều trị hiện cháu bé đã đỡ và được cho về nhà phía cơ quan công an đang làm việc với tài xế ô tô để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Hiện chính quyền địa phương và gia đình cũng đã làm lễ mai táng cho nạn nhân theo phong tục. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ vụ việc. Hành vi bỏ chạy khi gây ra tai nạn giao thông là hành vi vô đạo đức. Hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm ra hung thủ gây ra vụ án thương tâm này. Bên cạnh đó, để tránh những rủi ro thiệt hại trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, làm chủ tốc độ lái và tập trung quan sát, xử lý các tình huống bất ngờ. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa điều tra làm rõ nhóm quái xế, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao rồi dùng điện thoại phát trực tiếp trên mạng xã hội TikTok. Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc điều tra, xác minh triệu tập các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội TikTok. Trước đó vào tối 29 tháng 9, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video trực tiếp ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe tốc độ cao trên đường phố Hà Tĩnh. Những hình ảnh trong video cho thấy nhóm đối tượng này không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, đe dọa an toàn giao thông trên địa bàn. Nhóm thanh thiếu niên này gồm Trần Quang Dũng sinh năm 2006, Lê Đăng Minh sinh năm 2005, Nguyễn Thừa Phú sinh năm 2006, Nguyễn Thị Trà My sinh năm 2006, Dương Tấn Sang sinh năm 2006, Phạm Văn Ước sinh năm 2005, Nguyễn Hữu Sơn sinh năm 2006 và Nguyễn Trọng Phúc sinh năm 2006. Trần Hậu Bảo sinh năm 2006, cùng ngụ tại huyện Cầm Xuyên. Phạm Văn Hùng sinh năm 2005, ngụ tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh. Trần Nguyễn Thành Công sinh năm 2006. Phạm Tiến Tú sinh năm 2008, cùng ngụ tại thị trấn Nghèn. Các đối tượng tụ tập tại một quán nước thuộc thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cầm Xuyên từ đây nhóm quái xế này quyết định ra thành phố hà tĩnh để chơi sau đó di chuyển tiếp ra địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc trong quá trình di chuyển nhóm này tháo biển số xe máy hoặc sử dụng khẩu trang để che biển số nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng công an ngoài ra nhóm này còn dùng điện thoại phát trực tiếp hành trình lên mạng xã hội tiktok thông qua tài khoản ựa lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định Liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh gây sốt trong thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tài sản, tuy nhiên các bị hại cần theo dõi sát quá trình xét xử. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết, đối với vụ án xảy ra ở công ty Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra xác định số bị hại là hơn 6.000 người đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng. Theo quy định thì đây là vật chứng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, khi tòa án tuyên án, kết luận thì tăng vật tài sản này sẽ được trả lại cho người dân. Tôi nghĩ chắc chắn rằng nhà đầu tư sẽ được nhận lại số tiền này, nhưng theo đúng thủ tục tố tụng. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo C03 cho biết số lượng bị hại là rất lớn. Quá trình xét xử tòa án sẽ kiểm tra từng bị hại. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, nhà đầu tư cần theo dõi sát quá trình xét xử để có thể nhận lại tài sản. Cũng tại lãnh đạo C03, cơ quan điều tra rất nỗ lực truy thu tài sản theo phương châm là bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư do thiếu thông tin nên đã gặp khó khăn trong việc thu hồi tài sản. Tinh thần của cơ quan điều tra là triệt để thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Trước đó, C03 đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Tân Hoàng Minh, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh. Các bị can được xác định dùng nhiều thủ đoạn gian dối để phát hành trái phép chín gói trái phiếu riêng lẻ, đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện mùa đông. Tổng giá trị của các gói trái phiếu này là 10.030 tỷ đồng. Cuối chương trình sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn, số ngày ít hơn trung bình nhiều năm. Cũng theo đó, khoảng từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 10, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, nền nhiệt chỉ giảm nhẹ, trời xe lạnh về đêm, mưa to xuất hiện cục bộ trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia khí tượng Thủy Văn, khoảng ngày 7-8 tháng 10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là đợt không khí lạnh yếu và khô, nên nền nhiệt ở miền Bắc chỉ giảm nhẹ khoảng 2-3 độ, trời xe lạnh về đêm. Ban ngày hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất khu vực đồng bằng từ 30-32 đến 32 độ, vùng núi dưới 30 độ. Thủ đô Hà Nội ngày 7-10 tháng 10 có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước, giao động trong ngày từ 25-30 đến 30 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng chiều tối và đêm mùng 6 tháng 10, miền Bắc có thể đón mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý, thời điểm giao mùa, mưa rông thường kèm theo nguy cơ lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo, Cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 và chi tiết dự báo tháng 10 năm 2023. Theo đó, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình các khu vực trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ở mức sấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%. Riêng khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cơ quan khí tượng cũng đã đưa ra các cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Cụ thể, trong tháng 10 năm 2023, có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Không khí lạnh trong tháng 10 năm 2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tượng mưa rông lốc xét và có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến hết năm 2023, trên biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Để phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Trong thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, số ngày rét đậm rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm rét hại có xu hướng không kéo dài. Về tình hình mưa lớn, rông lốc xét mưa đá, cơ quan dự báo thời tiết cho biết, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động từ nay cho đến khoảng tháng 11 năm 2023, sau đó có xu hướng dịch xuống phía Nam, Do vậy, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và rông. Có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, xảy ra nhiều hơn ở khu vực miền Trung. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và rông. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11 năm 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thể sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.